Hello, chào cả nhà nhé. À, chúng ta thì sẽ đi đến cái bản tin của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay, à, phiên ngày 3 tháng 1 năm 2023. À, phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường nó có một cái mức độ bật tăng rất là mạnh, à, khoảng đầu đó tăng 36.81 điểm. Thì chúng ta cũng thấy là thị trường đóng cửa trong phiên ngày hôm nay, nó ở mức 1043.6 điểm, à, tăng đầu đó là 3.66%. Um, thanh khoản thị trường hôm nay thì nó chỉ đạt ở mức tương đối không gọi là quá cao đúng không? cũng đâu đó quanh ngưỡng uh, 10.000 tỷ nó cũng không phải quá cao trong cái nhịp này uh, <laughs> đóng góp của V30 trong nhịp này chúng ta thấy là nó khá là tích cực à, uh, uh, v chủ yếu tăng đâu đó được 42 điểm uh, và trong đó có 30 mã đều là tăng cả thậm chí là chúng ta thấy là có bốn mã trần À, diễn biến thì trong trong phiên hôm nay thì nó đã có những nhịp bật tăng vào đầu phiên sau đó thì thị trường này nó phút cuối bắt đầu nhóm về mưa nó tăng nó kéo theo sự lan tỏa của thị trường và kéo lên dường bật tăng là rất tích cực trong đoạn này thì đóng góp vào Vindex trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là có VID đúng không Vietcombank, VIX là trong ba mã đóng góp cực kỳ mạnh trong nhịp này em chỉ nhóm ngành chúng ta thấy là khá là tích cực cho bên mà mưa chủ yếu là tăng rất là rất là mạnh ở chiều ngược lại thì chúng ta chỉ thấy một vài mã như AB rồi GBNZ thì có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn thôi nhưng mà nó vẫn là trong những cái điểm tích cực trong giai đoạn này à, chuyển động của ngành nó thấy là gần như tất cả các mã ngành đều tăng trong đó đóng góp mạnh nhất là của ngân hàng thì đóng góp tới 13.7 điểm oh, đang rất là mạnh đấy, bất động sản cũng tăng đâu đó là 6.8 khi vụ tài chính cũng 2.5 để nước và khí đốt cũng có nhịp này nhóm ngân hàng và bất động sản đang có thể hiện sự cái sự sau cái à, sau cái kỳ nghỉ lễ chúng thấy là cái mức độ thị trường nó bật tăng lên cũng khá là mạnh. Cái điều thiếu sót duy nhất trong giai đoạn này có lẽ là cái thanh khoản thị trường nó chưa đạt ở một cái mức gọi là đủ để anh chị em nhà đầu tư có thấy được sự vừa ý. Rồi. Còn trước mắt thì chúng ta thấy ở trong giai đoạn nho đối với lại thị trường thì thanh khoản vẫn đang còn eo hẹp. À, một phần thì có lẽ là À, giai đoạn sắp tới đây thì nó cũng là một trong giai đoạn cuối cùng của những cái phiên của trong Tết âm lịch này thì nó cũng sẽ khó có thể có được những cái phiên thanh khoản cao và ở trong cái giai đoạn mà thị trường trong ngắn hạn là những nhà đầu tư người ta có xu thế là rút tiền về ăn Tết thì nó cũng là một trong những cái động lực hay là những cái làm cho thị trường này có một cái mức thanh khoản nó không gọi là quá cao như đoạn này À, ở cả những cái sàn không chỉ là VNDS thì nó thấy là sàn Hose thì nó thấy là cả những sàn Hà Nội và sàn Upcom thì nó cũng là sự động thuận rất là lớn và này thị trường nó cũng có là trong những cái nhịp và tăng khá là tốt à, chuyển động của tổ chức Nó thấy là hôm nay thì tổ chức có cũng có một cái phiên mua ròng nhẹ oh, 246 tỷ trong đó là cái sự mua ròng của tổ chức cũng đang khối ngoại cũng đang là trong những cái điểm mua rất là giảm trải oh, thì thấy là như Vinamilk này, Hòa Phát này Masan đấy, hay Vic hay là Vinh Home hay là E cũng là trong những cái mua rất là tích cực và cái điểm bán thì chỉ có bán những cái mã như là đảng phố Mỹ này VSC hay STB hay là DGC đấy, VTB Bank này FRT này rồi VGC là trong những cái việc mà bán trong giai đoạn này mình thấy là cái việc là mức độ thị trường nó mua nó cũng gần như là mua quyết liệt hơn rất là nhiều cái này À, còn dữ liệu của tự doanh thì hôm nay thì tự doanh cũng đóng góp mua ròng nhưng mà cái mức độ mua ròng khá là ít nhưng mà cũng là trong những cái điểm tích cực rồi hòa phát cũng đang mua ròng gách stb này, này, này vbank VB và vib Đấy, nó cũng là trong những cái dữ liệu là à, đồng thuận cho thị trường là tạo thị trường những cái nhịp bức phá lên rất là tốt trên đoạn này nếu anh chị em nhà tư nào chúng ta đã mua hàng ở trong giai đoạn trước thị trường thì chúng ta có thể thấy là cái mức độ thị trường nó hồi phục lên và bức phá lên thì khá là tích cực đoạn này đúng không? Đúng không? và ở trong giai đoạn này chúng ta có thể thấy là mức độ thị trường diễn biến rất quyết liệt phiên ngày hôm nay tăng rất quyết liệt và thanh khoản nó có tín hiệu cải thiện so với lại giai đoạn trước đây, khoảng những cái phiên gần đây có thấy là thanh khoản nó tương đối gọi là bị bo cung à, bo cung sau khi thị trường nó chạm những vùng uh, hỗ trợ sau đó nó có những tín hiệu bật tăng lên thì giai đoạn này đối thị trường khi mà nó bật tăng lên thì nó sẽ sắp tới đây nó cũng sẽ gặp những áp lực trong ngắn hạn khi mà thị trường nó chạm cái cản chạm cái cản ngắn như này vậy thì cái việc mà thị trường này thì giống nó sẽ có rất nhiều mã cổ phiếu nó có những cái điểm tích cực lên cho anh chị đầu tư thì giai đoạn đó sẽ là giai đoạn chúng ta sẽ chờ những nhịp điều chỉnh để chúng ta tham gia cây cổ phiếu và đối với lại giai đoạn này thì chiến lược mà khi mà anh chị mua đuổi giai đoạn này thì nó sẽ khá là khó và đương nhiên là quan trọng là rất nhiều mã cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay thì nó sẽ bùng nổ rất là mạnh thậm chí là nằm trần và À, cái chiến lược của anh chị đầu tư là chúng ta nên hạn chế câu chuyện là chúng ta mua đuổi giai đoạn này cả nhà nhé nhá mọi người nên nên lưu ý là chúng ta không nên mua đuổi giai đoạn này nhé mà chúng ta à, nên cân nhắc là cái cổ phiếu nào nó sẽ là những cái động lực và kỳ vọng cho năm tiếp theo à, năm 2023 thì à, về những câu chuyện như đầu tư công như là sản xuất như là vay như là à, tín dụng thì đó sẽ là trong những cái mà động lực của thị trường cho nó các ba và cố gắng trong đoạn sắp tới thì anh chị em có thể thấy được những cái báo cáo về cái việc là à, những chỉ số về tài chính về sức mạnh rồi chỉ số về à, GDP rồi những chỉ số về về vĩ mô thì nó sẽ công bố và bắt đầu nó sẽ đưa ra một cái hướng vĩ mô trong thời sắp tới Đấy. <laughs> cái việc mà lãi suất ngân hàng nó tăng quá mạnh thì nó cũng sẽ là một cái rủi ro của thị trường như này nhưng mà đối với động lực của thị trường thì đương nhiên anh chị em nhà đầu tư chúng ta cũng nên cân nhắc xem là liệu chúng ta có nên tham gia cái nhịp này hay không và cái chiến lược của chúng ta như đoạn này thì chúng ta cũng phải nên đưa ra một cái chiến lược nó cụ thể hơn đúng không và kịch bản đối với lại thị trường trong giai đoạn này thì mọi người cũng nên lưu ý nhá và khi mà thị trường này nó đang có những nhịp phương phấn lên thì cái hướng của chúng ta có thể thấy là thị trường nó có thể có một cái nhịp đà tăng trong ngắn hạn và khi mà nó chạm những vùng kháng cự quanh 1062 thậm chí 1085 đó là trong những cái vùng mà thị trường này nó sẽ thử thách lại ở trước giai đoạn đây đoạn trước và khi đoạn trước nó đã thử thách và nó đã không thành công và bây giờ nó đang tái tích lũy và nó xây nền lại vậy thì khi xây nền lại trong giai đoạn này thì nó sẽ cần những cái lượng dòng tiền và nó cần những cái sự đồng thuận của thị trường hơn trước đây ở khi mà thị trường bật tăng lên thì chúng ta đang thấy là nhóm ngân hàng là trong những nhóm nó dẫn dắt thị trường rất là mạnh đấy thì trong giai đoạn này ngân hàng nó cũng là trong những nhóm nó sẽ giảm nhất và nếu như mà dòng tiền nó đổ vào nhóm ngân hàng nhiều, oh, chúng ta có thể thấy là cái động lực đối với nhóm ngân hàng nó sẽ có những cái nhịp bước phá lên và uh, động thái gần nhất trong giai đoạn này đó là ngân hàng nó đang có động thái là bắt đầu có những cái tín hiệu là cuộc đua ngầm của lãi suất, tôi là lãi suất và gần như trong giai đoạn này nếu như anh chị đầu tư mà chúng ta đua <laughs> chúng ta vay thì chúng ta sẽ chịu một cái mức độ lãi suất gần như là khá là cao nên nó sẽ gây áp lực lên nền kinh tế và câu chuyện là nếu như mà gây áp lực nền kinh tế trong đoạn này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đấy tới cái thị trường trong thời gian sắp tới và nó sẽ phản ánh lên thị trường nhất là thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ nó là trong những hai cái mà thị trường này nó sẽ đi đầu đấy. và nếu anh chị em nhà tư nào chúng ta có kiến thức về vĩ mô chúng ta có thể lưu ý và trong thời gian những năm gần tới đây thì chúng ta vẫn đang là cái, cái chiến lược đó là bơm tiền. Thì có lẽ là à, khi mà nhà nước chúng ta hút lượng dòng tiền quay ngược lại cái <laughs> khỏi kênh lưu thông thì nó làm kiềm chế câu chuyện lạm phát và sau đó thì cái việc mà thị trường này phải bơm tiền trở lại và nó thực hiện những cái dự án trong tiếp theo nó là cái tuyên cái, cái quyết và cái hướng tới của nhà đầu tư và hướng tới của chính phủ của chúng ta và năm tiếp theo năm 23 này nó sẽ là trong những cái câu chuyện về cái mức độ hồi phục của nhóm ngành thép, ngành dầu khí khi đi vào sự ổn định hơn Rồi. và những cái nhóm ngành à, và cái sự khó khăn có lẽ là những cái doanh nghiệp nào liên quan tới việc là à, sản xuất à, xuất khẩu nó sẽ là cái câu chuyện khó khăn về cái việc mà tỷ giá à, tỷ giá biến động quá nhiều như đoạn này hay thậm chí là cái việc mà à, nhóm ngành cảng biển nó sẽ có một vài biến động và sắp tới đây thì sẽ làm những cái bản tin củng cố lại cái thông tin cho anh chị đầu tư. Còn phiên ngày hôm nay thì đối với thị trường đã nhận định chia sẻ góc nhìn cho mọi người là cái thị trường này đã có những nhịp bật tăng rất là tốt rồi, đúng không? anh chị em cũng có thể lưu ý được mọi người nhé. <laughs> trong và trong cái chúng ta sẽ đi vào trong cái khung đồ thị ngắn hạn chúng ta thấy là à, phiên ngày hôm à, hôm nay chúng ta đang có một cái nhịp bật tăng lên khi mà nó đi qua vùng tích lũy mà bật tăng rất là mạnh vậy thì à... À, cái kịch bản trong giai đoạn này thì nếu như mà nó neo được ở trên vùng hỗ trợ này thì à gần như là thị trường này nó phải xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong phiên ngày mai ngày mai và ngày mốt thì trong hai phiên tới thì khả năng cao thị trường chúng ta phải có những nhịp retest về quanh những cái vùng giá 1025 đó là trong những cái kịch bản mà mà thị trường chúng ta nó phải 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 hướng tới và khi mà thị trường này nó đã quá mạnh và nó trong tiền nó cần cái cái lượng dòng tiền nó bổ sung vào để nó đánh kéo lên rất là mạnh có thể là hưng phấn trong phiên sáng ngày mai và khả năng phiên chiều ngày mai thì thị trường nó sẽ xuất hiện những điều chỉnh cho nên là cả nhà quan trọng là gì chúng ta hạn chế câu chuyện là mua đuổi đoạn này và chúng ta nên đợi những cái nhịp điều chỉnh chúng ta vào nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và anh chị em nhà tư linh nhớ nhé trong ngắn hạn bây giờ nó đang sắp chạm những vùng kháng cự rồi và cái cơ hội mà để nó đi tiếp được thì nó cần những cái động lực và cần những cái thông tin như là kiểu media trong thời gian tới nó phải bổ sung nhiều cái thông tin nó về vĩ mô hơn thì và cái việc cử sáng vĩ mô càng tăng lên thì nó sẽ là cái động lực đấy À, về cái thị trường rồi ok đó là cái kịch bản chúng ta khi mà thị trường này nó điều chỉnh về quanh cái mốc 1025 thì nếu anh chị em nghèo tư nào chúng ta thấy khả năng chúng ta có thể mở đi mua vài mà cổ phiếu về cái mức độ tích cực thì mọi người cũng có thể tham gia cả nhà nhé à, <laughs> bản tin này thì sẽ được công chiếu lại cho anh chị đầu tư và cả nhà nên, nên nhớ đó là gì đó là điểm mua của từng cổ phiếu nó sẽ thuộc thuộc vào từng thời kỳ và nếu như mà khi mà trong ngắn hạn nhiều những mà cổ phiếu nào nó có cái có cái lượng tiền nó mạnh thì khả năng cao thì nó sẽ ít có những nhịp điều chỉnh và khi thị trường này xuất hiện những cái nhịp hồi phục lên thì à, những mà cổ phiếu đó nó sẽ có những cái tín hiệu thì khi đó những cái tín hiệu đó là cái tín hiệu chúng ta có thì cân nhắc và để tham gia rồi cảm ơn anh chị em nhà tư đã theo dõi ha và à, trong cái video này em sẽ ghi một cái link về zalo nếu anh chị em nhà tư nào mà chưa có chưa có room zalo để trao đổi về thông tin để cho mọi người có thể tham gia mọi người nhé rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi ha và chúc mọi người có những phiên thành công trong sắp tới và chào tạm biệt mọi người nhé